150 một chậu nè, chậu nữa là 550. Về con treo bông cúc. Thấy không có bông. Để nó để nó đi, con lựa bốn chậu này nè. Ừ. Ba cái lấy gì ra lấy đi. Rồi, con lựa bốn chậu này. Khỏi mất công, phải không? Đó, con lựa bốn chậu đó đó. Bốn chậu này hả? Dạ, vì ba mới lấy gì ra lấy đi. Ý là con lựa bốn chậu này của con phải không? Đúng rồi. Ừ. Không, vì lấy đi. Là sao? Vì lấy thì hả, con lựa cái khác để sợ người ta lại tao lấy cái đó. Lấy gì?
nhung cái màu trắng nữa. Cái màu trắng nó cũng viền 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 ở đó, màu trắng hồng đó. Nè nè nè, trời ơi đẹp ghê không? Đẹp kinh hồn. Đẹp ghê nè. Thôi thôi mẹ em mẹ. Rửa được ba chậu hai chút rồi đó. Chút nè, có ao nè. Tất cả đều. Trời ơi nó có mấy gì vậy? Làm sao? Để chơi cho mình nhìn nó xa thấy đẹp. Lại gần thì nó cũng như nhau. Không mất hả? Sao? Sao gì gì lấy mấy chậu? Lấy 5 chậu nè, 2, 4, 6 chậu. Thúc. Con mấy chậu? Hiện giờ đây 4 chậu con. Ừ. Để thêm chậu nữa đi. Vô bên kia là ở coi. Tao khỏi coi. Khỏi con ngồi đêm. Tao khỏi coi ấy nữa bữa. Chuyện bông vậy mình khỏi. Chỗ này đều hơn ha.